À, nhắc đến dân tộc Việt Nam giải đất cong cong hình chữ S ấy từ suốt đỉnh đầu lũng cú Hà Giang đến vùng đất mũi cà mau chúng mình thấy là đâu đâu cũng có những cảnh đẹp đúng không nhưng khi nói đến Việt Nam ngoài việc nhắc đến cảnh đẹp người ta còn nhớ đến đó là một đất nước giàu truyền thống văn hiến đó là một đất nước với những uh, phong cảnh một đất nước với những truyền thống với những lễ hội nổi tiếng thì trong đó có một điều đó là nói khi nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, người ta sẽ nhắc đến rất nhiều những truyền thống khác nhau. Vậy truyền thống là gì và những truyền thống của dân tộc Việt Nam bao hàm những nội dung gì hay là nó có những gì thì hôm nay cô Hoa sẽ cùng cả lớp đi mở rộng vốn từ về truyền thống. Cả lớp mở sách giáo khoa cho cô trang 81. Trong bài học này thì cô sẽ lồng ghép nhá Các bạn lưu ý cho cô đó là cô sẽ lồng ghép bài học trong tuần thứ 25 và bài mở rộng vốn từ truyền thống trong tuần thứ 26 để cả lớp có thể hiểu rõ hơn, đặc biệt là trong suốt cái chuỗi chủ đề nội dung của tuần 25, 26, 27, các con sẽ học về chủ đề đó là nhớ nguồn. Vậy thì liệu nó có liên quan gì đến phần mở rộng vốn từ truyền thống ngày hôm nay không? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu để biết rõ hơn điều này. Trong bài tập đầu tiên ở trang 81 ấy thì đầu tiên nói đến truyền thống một từ không quá xa lạ nhưng mà chắc chắn để hỏi về khái niệm của nó thì cũng nhiều khiến nhiều bạn phải băn khoăn đấy. Bài tập 1 thì cô à chị giải thích qua thôi nhá. À, lưu ý cho cô là bạn nào mà chưa hiểu phần nào thì lắng nghe, sau đó các con tự ghi chép phần bài tập 1 này vào cho cô. Lấy vở ra nha. Bài tập 1 thì cô sẽ không ghi lên bảng, nên là đang uh, dành một chút thời gian đợi các bạn ghi lại tên bài học. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng để ghi tốc ký một chút, nhanh một chút theo những gì mà cô Hoa đang hướng dẫn. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? A à, là phong tục và tập quán của tổ tiên ông bà b cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở địa phương khác nhau c lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong ba đáp án được đưa ra ấy, thì sẽ có những đáp án khiến các bạn băn khoăn bởi vì khi nói đến truyền thống là nghĩ đến những cái gì xa xưa từ thời ông bà tổ tiên để lại đúng không vậy thì đương nhiên đáp án a sẽ khiến các bạn băn khoăn khá là nhiều a là nó chỉ phong tục và tập quán của ông bà tổ tiên thế nhưng các con lưu ý cho cô một chút tìm hiểu về truyền thống thì mình hãy thử cắt nghĩa hai từ Đúng không? Đây ví dụ cô sẽ để ý lên đây để lưu ý lớp mình trước khi đi làm các bài tập. Về từ truyền thống mình sẽ đi cắt nghĩa từng từ của nó một. Ví dụ truyền ở đây theo các con hỏi truyền nghĩa các con hiểu thì truyền nghĩa là gì thống nghĩa là gì sau khi mình hiểu được nghĩa của hai từ này rồi thì mình mới có thể bắt đầu đi tìm hiểu giải nghĩa của cả cái từ đó thì các con sẽ thấy là truyền ấy nó chính là truyền lại làm cho nó lan tỏa ra từ đời này đến đời khác đúng không truyền ở đây tức là truyền lại còn thống ở đây là những gì tốt đẹp nhất những cái cách nghĩ những cái nếp nghĩ đúng không những cái phong tục những cái tập quán của cha ông. Vì vậy lưu ý cho cô trong phần này, nếu như chỉ nói đến phong tục và tập quán của tổ tiên ông bà thì người ta sẽ không nhìn thấy cái sự lưu truyền cái sự truyền lại từ đời này sang đời khác. Vì vậy đáp án C có vẻ sẽ là đáp án uh, sát nhất với nghĩa của từ truyền thống, đó là chỉ lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nếp nghĩ những cái truyền thống ấy à, lâu đời rồi, là những cái nếp nghĩ những cái à, suy nghĩ lâu đời. Vì vậy truyền thống là được truyền từ đời này sang đời khác chứ không phải là chỉ có ở đời ông bà tổ tiên. Sau khi hiểu nghĩa của từ truyền thống thì mình sẽ bước vào đi làm bài tập số 2 cho cô trang 82. Dựa vào nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn thành ba nhóm. Bây giờ dựa vào nghĩa có ba ý nghĩa, truyền có nghĩa là trao lại cho người khác thường là thuộc thế hệ sau với bài tập này thì cô sẽ hướng dẫn các con um, vẽ sơ đồ tư duy đi đây mình sẽ có nghĩa của từ truyền nhưng nó sẽ có ba ý nghĩa nhánh đầu tiên mà cô để truyền ở đây có nghĩa là trao lại cho người khác truyền có nghĩa là trao lại cho người khác truyền có nghĩa là trao lại cho người khác ý nghĩa thứ hai đó là truyền có nghĩa là lan rộng hoặc là làm lan rộng cho nhiều người biết đây nghĩa thứ hai của từ truyền đó là làm lan rộng cho nhiều người biết truyền có nghĩa là lan rộng cho nhiều người biết lan rộng cho nhiều người biết với cách trình bày của cô thì các con có thể kẻ bảng ra cho dễ nhìn cũng được nhưng ở đây cô muốn làm bằng sơ đồ tư duy ý nghĩa thứ ba là truyền có nghĩa là nhập vào hoặc là đưa vào cơ thể nhập vào đưa vào. Sau khi đã xác định được từ truyền có thể có ba nghĩa như thế này thì lần lượt mình sẽ đi sắp xếp các từ người ta cho sẵn vào từng nhóm từ thích hợp. Từ đầu tiên là truyền thống, vậy thì truyền thống sẽ là ý nghĩa nào trong những từ này hả cả lớp? Trao lại cho người khác, lan rộng cho nhiều người biết hay là nhập vào cơ thể Từ truyền thống ở đây đầu tiên chính là Như mình vừa nói đấy, truyền từ đời này qua đời khác Vậy nó sẽ thuộc nhánh đầu tiên này Truyền thống Đi từng từ như thế này thì cô có thể giải thích cho các bạn nghĩa nó rõ hơn Thứ hai là truyền bá Đã bao giờ nghe thấy câu là truyền bá tư tưởng gì chưa? truyền bá tức là làm cho người này biết người kia biết truyền bá được càng nhiều càng tốt vậy nó sẽ nằm ở bên nhánh bên này truyền bá truyền bá từ tiếp theo đó là truyền nghề truyền nghề tức là truyền lại cái nghề cho người khác vậy nó lại nằm ở nhánh này truyền nghề từ tiếp theo đó là truyền tin truyền tin tức là thế nào nhỉ truyền tin tức là các bạn cũng phải truyền cho người này người kia đấy mang cái thông tin này đến với người này người kia thì người ta gọi đấy là truyền tin truyền máu nhìn một cái sẽ biết nó thuộc nghĩa thứ ba luôn tức là truyền máu tức là nhập vào cơ thể người thêm một khối lượng máu nào đó truyền máu truyền hình truyền hình chính là lan rộng cho nhiều người biết đây đưa lên truyền hình tức là để nhiều người biết đến truyền nhiễm truyền nhiễm tức là lây sang người khác đấy vậy nó sẽ thuộc lớp nghĩa thứ ba truyền nhiễm truyền ngôi truyền ngôi hay nghe thấy là vua sẽ truyền ngôi cho con trai của mình thì truyền ngôi chính là truyền lại cho người khác truyền ngôi chúng mình còn một từ nữa đó là từ truyền tụng thử suy nghĩ cho cô xem truyền tụng nghĩa là như thế nào nó phù hợp với nhóm từ nào nhất nhỉ đây, theo cô thì truyền tụng sẽ phù hợp nhất với nhóm từ này ạ. Truyền tụng cũng là một dạng truyền để cho nhiều người biết đến. Đây, vì vậy nó sẽ đặt ở nhóm này. Thế là thông qua bài tập số 2, các con sẽ thấy được là nghĩa của từ truyền ấy nó sẽ bao hàm có thể từ những từ truyền khác nhau mà nó sẽ mang ba cái lớp nghĩa cơ bản nhất nghĩa đầu tiên truyền tức là trao lại cho một ai khác nghĩa truyền ngôi nghĩa thứ hai truyền tức là làm lan rộng ra để thật nhiều người biết đi truyền bá về cái sản phẩm mới hoặc là truyền nó còn có nghĩa là nhập vào nhập vào cơ thể hoặc là đưa vào cơ thể một cái gì đó giống như là truyền máu hay là truyền nhiễm Bài số 3. thợ nếu như làm thật tốt hai bài này, hiểu được về bài thứ nhất thì các con đã nắm khá là vững những nội dung kiến thức liên quan đến uh, mở rộng vốn từ về truyền thống. Tìm trong đoạn văn sau những từ ngữ chỉ người và sự vật gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống dân tộc. Vậy là xác định luôn ở bài tập 3 này, mình cần phải tìm hai nhóm từ. Nhóm từ thứ nhất đó là những từ chỉ người, nhóm từ thứ hai là chỉ những sự vật mà gợi nhớ đến lịch sử và truyền thống của dân tộc. Cô sẽ để tên nó lên đây, tức là những từ nói về lịch sử và truyền thống của dân tộc. Mỗi bạn sẽ có thể có một cách trình bày khác nhau lịch sử và truyền thống của dân tộc lịch sử và truyền thống của dân tộc có hai nhóm từ vậy thì chúng mình để cho cô kể bảng đi sẽ kể bảng hai nhóm cho dễ nhìn và dễ điền. Nhóm thứ nhất thì cô nghĩ là các con nên để ít hơn một chút bởi vì nhóm thứ nhất là nói đến những từ chỉ người. Còn nhóm thứ hai là những từ chỉ các sự vật. Đây. Nhóm thứ nhất đó là từ ngữ chỉ người. từ ngữ chỉ người và nhóm thứ hai là từ ngữ chỉ sự vật. À cô A sẽ đọc đọc đến đâu thì mình sẽ xác định xem là từ ngữ nào chỉ người và từ ngữ nào chỉ sự vật để cô trò mình xếp vào cái nhóm phù hợp luôn nha. Tôi đã có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu dấu tích của tổ tiên để lại, từ nắm cho bếp của thủa các vua hùng dựng nước, mũi tên đồng cổ loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng, nơi vườn cà bên sông Hồng, đến thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, đến cả cả đến chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản ý thức cội nguồn chân lý lịch sử và lòng biết ơn tổ tiên truyền đạt qua những di tích di vật nhìn thấy được là một niềm hạnh phúc vô hạn nuôi dưỡng những phẩm chất cao quý của mỗi con người tất cả những di tích này của truyền thống đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghĩa diễn ra trong quá khứ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của con người thế hệ, của những thế hệ mai sau. Đây là một đoạn văn theo tác phẩm mà Hoàng theo tác giả là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu đi tìm xem có những từ nào chỉ người mà liên quan đến lịch sử ở đây ngay phần đầu các con sẽ thấy là giống như hôm trước chúng mình học thì có nhớ là nhân vật nào được nhắc đến không từ nắm cho bếp của thủa các vua hùng đúng chưa đó là các vua hùng thứ hai là các con sẽ thấy con dao cắt rốn của cậu bé làng gióng tức là nhắc đến ai đấy Thánh gióng đấy, đúng chưa? Cậu bé làng gióng. Nhớ ngay đến sự tích Thánh Gióng hôm đấy cô Hoa còn nhớ là cô cho các bạn xem một uh, đoạn phim để tóm lược lại lịch sử thời các vua hùng dựng nước và giữ nước thứ ba đó là đại thần phan thanh giản đúng chưa phan thanh giản học lịch sử chắc chắn những cái tên này cũng không còn quá xa lạ với các bạn lớp mình vậy thì ngoài những từ ngữ chỉ người ở đây thì còn có những từ ngữ chỉ sự vật đương nhiên những từ ngữ chỉ sự vật nó sẽ gắn liền với sự vật của ai mình sẽ thấy ở trong đây đó là từ nắm cho bếp của thủa các vua hùng dựng nước vậy là cái từ ngữ sĩ sự vật liên quan đầu tiên đến lịch sử đó là nắm cho bếp của các vua hùng nắm cho bếp của các vua hùng Vật thứ hai là mũi tên đồng cổ loa. Mũi tên đồng cổ loa. Sự vật thứ ba được nhắc đến là con dao cắt con dao con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng gióng làng gióng. Con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng gióng. Rồi đến vườn cà bên sông Hồng. Đúng không? Sự vật đó là vườn cà bên sông Hồng. Còn sự vật gì nữa không cả lớp? Thanh gươm giữ thành Hà Nội. Thanh gươm giữ thành Hà Nội. Lại nhớ đến sự tích gì nhỉ? Rồi. vậy là sẽ có những từ ngữ chỉ người liên quan đến các sự kiện lịch sử và thứ hai là có các từ ngữ chỉ sự vật có liên quan đến sự kiện lịch sử các bạn có thể nếu như đọc kỹ hơn phần này và tìm hiểu bổ sung thêm cho cô hoa những từ ngữ khác hoặc có một bài tập mà cô hay giao cho các bạn làm đó là các con tự chọn các con sẽ được tự chọn về một truyền thống nào đó liên quan đến lịch sử của dân tộc có thể là truyền thống về các đời vua hoặc là truyền thống về những vị anh hùng dân tộc khác sau đó mình sẽ thực hành làm như thế này có những tên người nào nó liên quan đến cái truyền thống đó có thể là truyền thống hiếu học có thể là truyền thống yêu nước truyền thống nhân đạo tức là yêu thương người đều được sau đó thì cô hay tổ chức cho các bạn ấy uh, chơi trò chơi bằng cách là tự đưa ra cái truyền thống đó của mình là truyền thống gì vẽ minh họa cho truyền thống đó kể tên những từ ngữ chỉ người có liên quan và những từ ngữ chỉ sự vật có liên quan thì cô nghĩ lớp mình cũng hoàn toàn có thể tự tham gia trò chơi này được mỗi một bạn về nhà hãy tự chọn một truyền thống nào đó và tự xây dựng cho cô cái bảng như thế này để mỗi một phần như thế các con có thể chia sẻ cho nhau tớ biết rõ về truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam có bạn thì viết về lịch sử đời các vua hùng nhưng có bạn lại chọn một cái thời kỳ lịch sử nào khác hoặc là có bạn thì lựa chọn cái truyền thống tôn sư trọng đạo đó cũng là một trong những truyền thống thể hiện vẻ đẹp uống nước nhớ nguồn thể hiện cái uh, lòng biết ơn của chúng ta đối với những người đi trước với những người không chỉ có công với dân tộc mà những người đã từng giúp đỡ chính bản thân các con Nhớ nhá, phần này nếu như làm được thì mỗi một bạn sẽ gửi cho cô một bản và chính cái bản đó cô sẽ chia sẻ với lớp mình để tất cả các con có thể tìm hiểu thêm, mở rộng thêm cái vốn từ về truyền thống của mình. Bây giờ thì còn một bài tập nữa ở tuần thứ 26 cô Hoa đã nói ngay từ đầu là bài này cô sẽ ghép, đúng chưa? Chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu ở trang trong tuần thứ 26 cả lớp mở vở sách giáo khoa ra cho cô. Các con mở sách giáo khoa trang 90 cho cô Cô Hà sẽ hướng, thêm, hướng dẫn các bạn tìm hiểu thêm một bài nữa mở rộng vốn từ về truyền thống Đó là bài học ở trang thứ 90 tuần thứ 26 Bài tập 1 Trang 90 Nội dung bài tập 1 như sau kho tàng tục ngữ ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh họa mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao có bốn truyền thống cần làm. Nếu như bạn nào mà nhớ là ở phần tiết thứ 25 ở tuần thứ 25, cô Hoa có nhắc là Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp, ví dụ như truyền thống yêu nước, truyền thống thương người, rồi truyền thống về tôn sư trọng đạo, học tập đấy. Thì hôm nay với bốn truyền thống yêu nước, lao động cần cù, đoàn kết và nhân ái, để xem với những truyền thống này các con sẽ biết được thêm những câu tục ngữ ca dao liên quan nào. À, cô lại trình bày theo sơ đồ tư duy nhá. Đợi cô để chuẩn bị. À phấn cho lớp mình một chút Đây, ví dụ cô sẽ lựa chọn về các truyền thống của dân tộc Việt Nam Các bạn nhớ là vẽ đẹp hơn cô rất nhiều Thì sáng tạo lên Cô có khi là quen tay mất rồi Nên là cái chủ đề nào cũng vẽ thành hình như thế này Có bốn truyền thống mà lớp mình cần tìm hiểu Thứ nhất là truyền thống yêu nước truyền thống thứ hai đó là truyền thống lao động cần cù này lao động cần cù truyền thống thứ ba đó là truyền thống đoàn kết nhớ là cách vẽ sơ đồ tư duy thì không lúc nào các bạn cũng phải vẽ giống cô mà ví dụ với các nhánh chính, các con hoàn toàn có thể sáng tạo với nhiều nội dung khác nhau, với nhiều cách làm khác nhau. Truyền thống thứ tư đó là truyền thống về nhân ái. Và phần này thì cô khuyến khích tìm được càng nhiều câu càng tốt, nhiều câu ca dao nha. Ví dụ yêu nước ở đây, mẫu của chúng mình đã cho một câu đó là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh Um, yêu nước ví dụ cô có thể vẽ trong hình một cái trái tim để cô trình bày cái câu nói của chúng mình vào đây cũng được giặc đến nhà đàn bà cũng đánh cô sẽ lấy nguyên mẫu câu này nha còn các bạn thì lấy câu khác cho cô giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ôi đáng ra cô phải lấy câu vẽ về hình ảnh màu đỏ chứ đúng không? Đây Trái tim màu đỏ cho nó đồng bộ Ví dụ như thế Còn các bạn có thể Cô thấy là có rất nhiều bạn có ý tưởng sáng tạo Có thể trình bày trong hình ảnh của lá cờ liên quan đến tổ quốc cũng được ngoài ra phần này cô sẽ bắt đầu nói thêm để các bạn lấy được nhiều ví dụ hơn nha ngoài ra nói về yêu nước thì tinh thần yêu nước của nhân dân ta được thể hiện rất rõ yêu nước nó có nhiều khía cạnh không nhất thiết là phải vùng lên đánh giặc mà yêu nước có thể là yêu cảnh đẹp của quê hương rủ dụ, dụ nhau xem cảnh kiếm hồ xem cầu thê húc xem chùa Ngọc Sơn đài nghiên tháp bút chưa mòn hỏi ai gây dựng nên non nước này hoặc yêu nước đó là nỗi nhớ về quê hương anh đi anh nhớ quê nhà nhớ canh rau muống nhớ cà rầm tương nhớ ai dãi nắng dầm sương nhớ ai tát nước bên đường hôm nào ví dụ như vậy có rất nhiều câu hay về nhà tìm thêm nha nhưng nhớ là với cái nội dung này nếu như các con mà hỏi ông bà bố mẹ thì sẽ có rất nhiều những câu ca dao tục ngữ thú vị Nội dung thứ hai đó là nói về tinh thần đoàn kết. Uhm, nói về tinh thần đoàn kết thì ví dụ ở đây cô chuyển màu trắng viết cho nó đồng bộ đúng không? Tinh thần đoàn kết, cô có thể viết nó trong một cái đám mây giống như thế kia. Tùy các bạn các bạn lựa chọn hình ảnh nào thật phù hợp với nội dung bài của mình. Ví dụ cô sẽ chọn câu là: Um, một cây làm chẳng nên non đúng không một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao cô vẫn hay nhắc với các bạn đó là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam à, ngôn ngữ của chúng mình phong phú lắm thế nên là tìm tìm nó sẽ không khó đâu nhưng mà tại sao lý do mỗi một lần cô chỉ đưa ra khoảng một câu đến hai câu gợi ý bởi vì rất mong muốn phần này cả lớp có thể về nhà tự tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm đó là một lần các con biết thêm những kiến thức mới và thứ hai là ghi nhớ rất tốt chịu khó một chút lao động cần cù uhm, bắt đầu suy nghĩ cho cô xem là lao động cần cù thì à, cái phần đoàn kết này có cần cô phải à, hướng dẫn thêm một chút nữa không tinh thần đoàn kết đi ví dụ đoàn kết các con còn thấy là bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn nghe thấy câu này bao giờ chưa có lẽ câu này sẽ là quen thuộc hơn đấy hoặc à, có bạn nào nhớ câu à, khôn ngoan đối đáp người ngoài gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau đó cũng chính là những cái câu nói về tinh thần đoàn kết trời ơi nhớ là phải ghi vào nếu như không biết nha tự ghi mỗi khi mà cô đọc thêm những ví dụ bởi vì trên bảng cô chỉ trình bày rất ngắn gọn thôi bây giờ đến uh, lao động đi lao động thì có câu nào nói về tinh thần à uh, uh, về sự lao động cần cù nhỉ đã bao giờ nghe thấy câu tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ chưa? Đây. Tay làm hàm nhai. Tay quay miệng trễ. Tức là chăm chỉ làm việc thì mới có cái ăn. Hoặc là các bạn sẽ thế à Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt Đắng cay muôn phần Cũng nói về sự cần cù chăm chỉ lao động của những người dân Hoặc là có một câu nói nữa mà cô hay nhắc đến à, Có biết về bài đi cấy không? người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng. Đó là lao động, sự lao động hăng say, lao động chăm chỉ, cần cù. Ừ, trên đồng cạn dưới đồng sâu chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa thêm một câu nha trên đồng cạn dưới đồng sâu chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa có thể tự thêm vào cho cô còn đến chủ đề nhân ái thì có rất 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 nhiều nội dung mà các con có thể thêm vào ví dụ là nhân ái tức là tình yêu thương nhân ái tức là yêu thương người đấy thương người như thể thương thân câu rất quen thuộc hoặc là các bạn hay gặp nhiễu điều phụ lấy giá gương người trong một nước thì thương nhau cùng có những câu cô gợi ý ra thôi nha nhiễu điều phụ lấy giá gương người trong một nước thì thương nhau cùng đó có rất nhiều nội dung liên quan đến phần uh, nhân ái này các con gặp rất nhiều lá lành đùm lá rách hoặc là cái lao động cần cù này có nhớ câu mà có công mài sắt có ngày nên kim hoặc là năng nhặt chặt bị đó mỗi một phần thì cô sẽ gợi ý vài câu rồi thế nên về nhà chỉ cần nhiệm vụ đó là viết lại những câu mà cô Hoa đã gợi ý thôi đúng không còn tìm được thêm những câu mới thì càng tốt còn nhiệm vụ bây giờ của các bạn Đó là sẽ chuyển sang bài tập số 2 Bài tập này là những câu đố rất thú vị đấy Cô sẽ ghi sang bên này nhé Bài 2 Trang 90 Với bài này thì cô đã đưa sẵn lên phần bảng của cô trò mình rồi Để có thể chí nữa giải mã cái câu đố mà đề bài đưa ra luôn. Ở đây luật chơi của chúng mình như sau sẽ có 16 câu hỏi ký hiệu từ 1 đến 16 tương ứng với những câu hỏi ấy là những ô chữ phù hợp. Bên này là số câu hỏi từ 1 đến 16, còn bên này là số lượng ô chữ. Ví dụ câu 1 sẽ có 7 ô chữ, câu 2 sẽ có 9 ô chữ để cho khi cô Hoa gợi ý thì các con có thể nắm được nội dung của nó luôn và chọn từ cho phù hợp. Ở đây muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Câu 1 và câu 2 đã đưa ra đáp án sẵn rồi, đúng không? Câu 1 đó là muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn sang thì bắt cầu kiều Và nhớ cho cô này Ô chữ bí mật của chúng mình sẽ giải được Khi các con tìm được những ô Mà cô đã đánh dấu Bạn nào tinh ý thì có thể nhìn thấy là Những ô đánh dấu này được sắp xếp theo hình Chữ S đây ạ à, Bản đồ của Việt Nam Câu thứ hai, Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống Nhưng chung một dàn Khác giống đến câu hỏi thứ hai có vẻ 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 là mình sắp tìm được ô chữ bí mật rồi đấy ô chữ đầu tiên mà chúng mình tìm được cho cô đó chính là ôi, chữ... ô chữ u chữ đầu tiên đúng không u ô ôi, chữ thứ hai là chữ ô ôi rồi ôi có bạn nào đã tìm ra đáp án mà cả cái câu uh, phần này chưa thôi mình đi giải lần lượt nhé câu số 3 Núi cao bởi có đất bồi, núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu? Nghe đến câu này chưa không biết? Núi ngồi ở đâu? Câu thứ tư, nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè? Xe cái gì đây? đã bao giờ nghe đến câu này chưa tưởng rằng à nực cười châu chấu đá xe tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng ạ Đây. Uhm, chữ n chữ g. Tìm được, sắp tìm được rồi đấy, đúng không? Hay là bây giờ cô trò mình sẽ đi giải từ dưới lên đi. Từ câu 16 lên nhá. Câu số 16, con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đất đuôi, con có cha như nhà có nóc. Đây chữ đầu tiên sẽ là chữ n nhà. Hơi khó nhìn một chút các bạn chú ý cho cô nha. Nhà có nóc. Vậy là chữ thứ 16 chúng mình tìm được cho cô chính là chữ n ạ. Ô số 15, nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi chấm chấm mới ngoan. Câu số 16, câu số 15. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nội, cơ đồ mới ngoan. Cơ đồ ạ. À. Chữ tiếp theo cô tìm được đó là chữ ô. Câu thứ 13, câu thứ 14, cô nhầm đến, bây giờ mình mới đến câu thứ 14. À... Từ thuở còn non dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây Câu này thỉnh thoảng ông bà cũng vẫn hay nói Cái gì mà chúng mình nếu như bạn nào thấy câu này không quen thì bắt đầu đoán cho cô Cái gì mà phải từ thuở còn non có 2, 4, 6 chữ trong câu này Có đoán được không? Câu này thỉnh thoảng vẫn gặp rồi Uốn cây từ thuở còn non Thì sẽ dễ tạo cái dáng của cây. Uốn cây từ thuở còn non dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây. Câu số Vậy là ô này mình sẽ tìm được cho cô chữ u. Gần tìm ra, nếu như bạn nào nhanh ý thì có khi đã tìm ra cái câu đáp án cuối cùng của cô rồi. Câu số 13. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây chấm chấm nhớ kẻ đâm say dần sàng ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây vậy ăn gì thì nhớ kẻ đâm say dần sàng nhỉ nói đến dần sàng tức là nói đến gạo đây ạ à, ăn gạo ăn gạo Thế là cô lại tìm được thêm một chữ nữa đó là chữ g làm thế này thì dễ đoán hơn. Đáng ra thì qua không nên nhắc các bạn là gạch ý chọn các từ ấy ra. Câu số 12 nói 9 chấm chấm làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Nói 9 thì nên làm 10. Câu số 12 thì nên làm 10. Nói 10 làm chín kẻ cười người chê Câu số 11 một Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi, ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi Nhớ thương Có một số câu mà hơi khó một chút Thì cô sẽ hướng dẫn các con giải luôn Nhớ thương nghĩ ra chua mình cô ghi luôn hai từ ở đây nha hai từ mà sẽ tìm thấy ở ô số 12 đó là chữ n và ô số 11 đó là chữ ớ cô thì dịch được chữ này và chữ cuối rồi vậy còn hai chữ giữa là gì Câu số 13 Dù ai nói đông nói tây Lòng ta vẫn vững Ồ chữ gì mà có 2 4 6 8 10 chữ cái, lòng ta vẫn vững chấm 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 giữa rừng. Nghĩ ra không? Câu này cũng liên quan gần giống một câu lúc nãy cô đã hướng dẫn đấy dù ai nói đông nói tây có bạn còn trả lời cô là dù ai nói tông, đông nói tây lòng ta vẫn vững như kiềng không phải đâu nha cái câu đấy của chúng mình là dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân còn ở đây là dù ai nói đông nói tây lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng vậy là câu này sẽ điền là vững như cây vững như cây giữa rừng tìm được chữ thứ hai cho à, chữ tiếp theo cho cô đó là chữ h câu số 9 lên non mới biết non cao lội sâu mới biết chấm 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 cạn sâu lội sông mới biết chấm 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 cạn sâu lên non mới biết non cao, tức là trèo lên núi thì biết mới biết là núi rất cao. Lội sông mới biết chấm chấm cạn sâu, có 2 4 6 7 chữ. Lội sông mới biết. Câu này thì cô cũng đảm bảo là không phải bạn nào cũng biết, hơi khó một chút vì nó liên quan đến À, sông nước và cái từ này người ta ít sử dụng đó là lội sông mới biết lạch nào cạn sâu lạch nghe không được quen cho lắm đúng không lạch nào cạn sâu cái lạch giống như là cái rãnh hoặc là giống như là một cái vũng tức là khi mà lội xuống sông thì phải lội thì mình mới biết đoạn nào nông đoạn nào sâu ý nói như vậy Câu số 8 Muốn dòng sông đổ biển sâu, biển chê sông nhỏ, biển đâu? Dựa vào những cái câu hỏi trong sách giáo khoa ấy, Thì các con có thể để ý là nó là một số những câu thơ lục bát à, Bạn nào tinh ý thì có thể dựa vào vần của nó để mình đoán cũng được Đọc lại nha Muôn dòng sông đổ biển sâu, biển chê sông nhỏ, biển đâu? Nước còn, biển đâu nước còn Nếu như chê sông nhỏ Thì lấy đâu có nước Nước còn Có nhớ đến câu chuyện à, Hai biển hồ Khi mà à, các bạn đọc ấy Thì cô sẽ cho các bạn xem Một câu chuyện liên quan tương tự như vậy Về việc là biển chê Những cái dòng sông nhỏ không cho nước đổ vào Nhưng mà sau đó khi mùa nắng à, Hạn hán kéo dài Biển đã không có À cái dòng sông ấy nó không cho những cái dòng sông khác đi qua, cô xin lỗi không cho những cái dòng sông nhỏ đi qua và đến khi um, nước cạn rồi ấy thì chính cái dòng sông ấy không thể nào mà à, có thể có nước để sinh sống được nữa thì lúc ấy nó mới biết được tác hại của việc ích kỷ ra sao. Câu số 7. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, trồng cây ăn khoai chấm miếng dây mà trồng Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng Vậy là ăn khoai nhớ kẻ cho dây Nhớ kẻ cho dây mà trồng À, biết luôn những chữ mình đã tìm được Đó là chữ N này Chữ trên là chữ cờ Chữ trên nữa là chữ ớ xác còn hai ô nữa rồi mình sẽ tìm nốt là sẽ tìm ra cái uh, ô chữ bí mật ngày hôm nay cá không ăn muối chấm 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 con cưỡng cha mẹ chăm đường con hư cá không ăn muối cá ươn câu này cá quá quen thuộc rồi cá không ăn muối cá ươn con cưỡng cha mẹ chăm đường con hư. Rồi, cá ơn. Câu cuối cùng, câu số 5. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhiễu điều phụ người trong một nước phải thương nhau. Đây là ô chữ À, thương nhau cùng vậy là cô sẽ tìm được đây là chữ n đây là chữ u nhìn nhanh cho cô xem là đã đoán ra ô chữ bí mật ngày hôm nay của chúng mình chưa ô ô ngờ uông, uống uống n ưa cất nước nhớ nguồn vậy là ô chữ bí mật ngày hôm nay sau khi tìm hiểu xong này ô chữ bí mật được xếp hình Cô đánh dấu thế này để cho các bạn nhìn thấy hình chữ S ạ. À. Còn chúng mình sau khi đã tìm xong rồi thì không có gì phải cảm thấy băn khoăn nữa. Đấy, sẽ thấy nhìn cho cô là hình chữ S và ô chữ bí mật của chúng mình là uống nước nhớ nguồn, rất phù hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thông qua buổi học ngày hôm nay thông qua một trò chơi Cơ bản trong trò chơi này ấy, thì cái quan trọng mà cô Hoa muốn mang đến cho cả lớp đó là việc các con có thể biết được thêm những câu ca dao, những câu tục ngữ nói về đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Có một số câu thì mình chưa từng nghe thấy, có một số câu thì cũng đã nghe nhiều lần rồi, nhưng cố gắng làm sao nhớ được càng nhiều càng tốt những câu nói về liên quan đến truyền thống liên quan đến đạo lý của dân tộc Việt Nam. À Vậy là sau buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã có thêm khá nhiều kiến thức thú vị. Về nhà nhớ ôn bài, nhớ ghi chép đầy đủ và nhớ là luôn luôn giữ được những cái đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam giống như hôm nay cô Hoa dạy. Hẹn gặp lại lớp mình trong buổi học lần sau.